Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của sửa chữa laptop 24h.com. RAM là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng trên máy tính của chúng ta. Tuy nhiên thì RAM cũng là một trong những bộ phận thường xuyên xảy ra lỗi nhất, và nhất là với những cái cây RAM cũ các bạn mua về, hoặc là với những cây RAM mà các bạn đã sử dụng lâu ngày rồi. Và trong những cái trường hợp lỗi như vậy thì máy tính chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là đâm xanh màn hình, hoặc là khi các bạn tắt máy đi thì khó có thể mở máy lên được. Và trong video ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng sửa chữa laptop 24h.com tìm hiểu một vài cách để có thể test được cây RAM trên máy tính của các bạn, giúp các bạn có thể là kịp thời thay thế sửa chữa những cây RAM bị lỗi đấy nhé. Cái đầu tiên mà sửa chữa muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là check RAM bằng cái phần mềm là Windows Memory Diagnostic. Ưu điểm của cái phần mềm này thì đó chính là cái phần mềm chính chủ của đến từ Microsoft, và chúng ta có thể thực hiện ngay trên cái máy tính của chúng ta đang sử dụng Windows luôn và không cần phải thao tác quá là phức tạp. Và để check được cái RAM của chúng ta bằng cái phần mềm là Windows Memory Diagnostic này, các bạn thực hiện những bước sau đây cho mình. Bước 1 là các bạn khởi động cái công cụ kiểm tra RAM Windows Memory Diagnostic này cho mình. Đầu tiên thì các bạn vào Control Panel cho mình, sau đó click chọn vào cái mục là View By và chọn Small Icon cho mình. Sau đó thì các bạn tiếp tục chọn vào cái mục là Administrative Tool này và mở Windows Memory Diagnostic cho mình. Sau đó nhấp vào cái dòng đầu tiên này. Bây giờ thì máy tính sẽ khởi động lại và tiến hành check RAM một khoảng thời gian để chương trình làm việc. Sau khi máy khởi động lại thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào cái mục là Administrative Tool cho mình và click vào cái mục là Advanced View và nhấn System và chọn Phone. Sau đó các bạn nhập tìm kiếm vào cho mình là Memory Diagnostic và nhấn Phone Next. Và đây sẽ là kết quả, như ở đây thì RAM của mình đang cực kỳ mượt, không có lỗi nào xảy ra. Toàn bộ những cái thông tin nó sẽ được hiển thị ở trên này. Cách số 2 là chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm là Memtest 86. Ở ưu điểm của phần mềm này nó chính là đem lại cái độ chính xác cao, và chúng ta có thể test được trong cái tình trạng là nếu máy tính của bạn không vào được Windows hoặc là không khởi động được Windows lên. Và nhược điểm của cái phần mềm này đó chính là khi mà các bạn sử dụng cái Memtest 86 này, các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái USB rời bên ngoài để cài đặt phần mềm. Đầu tiên thì các bạn có thể là vào cái trang là Memtest 86 để tải phần mềm về. Sau đó phần mềm nó sẽ có hai phiên bản là miễn phí và trả phí. Nhưng đây các bạn chỉ cần cài phiên bản miễn phí thôi. Bước số 2 thì chúng ta sẽ phải tạo cái USB boot để cài cái Memtest 86 này lên USB. Để tạo được USB boot thì các bạn hãy mở cái Memtest 86 lên và nhấn I agree. Tại cái mục select nhỏ USB flash driver này, các bạn chọn cái ổ USB, các bạn chọn ổ USB cho mình và nhấn create để tạo cái khả năng boot cho USB. Sau khi cái chương trình chạy xong, các bạn đã có một cái chiếc USB có khả năng là test RAM với cái phần mềm là Memtest 86 này. Bước số 3 là chúng ta tiến hành kiểm tra RAM bằng cái USB boot mà có cái phần mềm Memtest 86 này. Sau khi các bạn đã có cái USB boot này rồi thì các bạn hãy tiến hành kiểm tra RAM. Các bạn cắm USB vào máy tính đang cần kiểm tra RAM. Và sau đó các bạn bật vào cái chế độ USB boot cho mình, rồi chọn cái USB chúng ta vừa cắm vào đó. Tùy mỗi dòng laptop mà nó sẽ có một cái tính năng là boot khác nhau. Ví dụ như ở Dell thì mình sẽ có là F12. Các bạn cần lưu ý là mỗi dòng laptop thì nó có một cái boot menu khác nhau. Thế nên các bạn cần có thể là lên Google search các cái phím tắt để vào trong boot BIOS này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là F12 để vào được cái menu boot này. Sau đó thì Memtest 86 sẽ tiến hành kiểm tra RAM trên cái thiết bị người dùng. Nếu kết quả không phát hiện lỗi nào ấy, có nghĩa là bộ nhớ RAM của bạn đang hoạt động bình thường, thì các bạn cần kiểm tra xem là có cái phần mềm hay là các cái linh kiện gì gặp lỗi hay không. Cách số 3 là một cái cách cực kỳ đơn giản. Khi mà các bạn đang sử dụng hai cây RAM trên laptop ấy, thì bỗng dưng nó bị sụt giảm hiệu năng hay là nó thường xuyên gặp lỗi, thì các bạn có thể là check xem là máy tính của chúng ta còn nhận đủ hai cây RAM đấy hay không. Và để kiểm tra xem cái lượng RAM còn đủ hay không ấy, thì các bạn có thể sử dụng hai cách sau đây cho mình. Cách 1 thì các bạn mở hộp thoại run bằng tổ phím là Windows R và gõ cho mình cái dòng lệnh là DXDIAG và nhấn Enter để kiểm tra cái thông số RAM. Cách số 2 thì các bạn có thể kiểm tra RAM bằng cách là sử dụng Task Manager. Các bạn chỉ cần kéo chuột phải xuống thanh Taskbar, hoặc các bạn có thể sử dụng tổ phím là Ctrl Shift ESC. Sau khi các bạn đã mở được Task Manager ấy, thì các bạn chọn sang mục là Performance cho mình để xem là cái dung lượng RAM của bạn còn đủ hay không, hay là các cái khe RAM nó còn đang hoạt động đủ hay không.
Và một vài thông tin muốn chia sẻ tới các bạn luôn, đó chính là tại sửa chữa laptop24h.com đang có chương trình khuyến mại cực kỳ lớn. Đó chính là khi các bạn nâng cấp các cái cây RAM, cây CPU đến từ Kingston hoặc các cái ổ SSD chuẩn NVMe đến từ Kingston, các bạn sẽ được nhận ngay một chiếc USB là 32GB. Và không những thế thì trong những cái USB 32GB này đã được chúng mình tích hợp sẵn những cái bộ tool test giúp các bạn có thể là check qua máy tính cũ của mình hoặc là kiểm tra RAM như mình hướng dẫn ở trên ấy. Và đặc biệt hơn, mỗi tuần chúng mình đều có những cái chương trình quay số và cái chương trình mini game giúp các bạn có thể là nhận ngay một cái ổ cứng SSD đến từ Kingston. Và nếu các bạn đang quan tâm những cái chương trình khuyến mại như vậy thì các bạn có thể vào fanpage của sửa chữa laptop24h.com. Chương trình khuyến mại sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 để hưởng ứng chào đón những ngày thống nhất đất nước. Và trên đây là toàn bộ những chia sẻ của sửa chữa laptop24h.com từ các bạn về cách để có thể kiểm tra RAM máy tính. Và hy vọng với những chia sẻ trên của sửa chữa laptop24h.com thì sẽ giúp các bạn có một chiếc máy tính ổn định, hoạt động lâu dài. Và đừng quên để lại cho sửa chữa laptop24h một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.